sống. À, trong câu số chân những bảy cũng có cái là quy hạ ra mà chúng ta sống không khác, chúng ta sống không gọn gàng, chúng ta sống không tham muốn, chúng ta sống không khao khát, chúng ta sống không rộn ràng. Như vậy thì câu Phật ngôn 199 này có những từ mà chúng ta đã học trong câu Phật ngôn 197, 198, 197, 198. À, cho nên ở đây chỉ có một cái từ anut usuka usuka nó viên thành usuke su anut suka usuke su anut suka tức là tham muốn, không muốn, rộn ràng, không rộn ràng, thèm khát, không thèm khát, vân vân, nhiều nghĩa quá ha. Như vậy thì câu Phật ngôn 199 cho chúng ta một ý nghĩa: những người không khao khát giữa những người khao khát, chúng ta sống quả nhiên vô cùng an lạc. Chúng ta hãy sống không có khao khát giữa những người khao khát. Rồi chúng ta xin đọc lại: những người không khao khát giữa những người khao khát, chúng ta sống quả nhiên vô cùng an lạc. Chúng ta hãy sống không có khao khát giữa những người khao khát. Rồi ngài Hòa Thượng Giới Đức hôm nay không làm trong Pháp Luật Pháp hai câu nữa mà làm tới bốn câu. Vui thay sống chẳng rộn ràng giữa người bận rộn, chẳng ràng rộn ai, chẳng ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao giữa người khao khát, chẳng khao khát gì. Cũng giống nhau ha. Vui thay sống chẳng rộn ràng giữa người bận rộn, chẳng rộn ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao giữa người khao khát, chẳng khao khát. Đó là cái lối dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu: vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Ta là lời dục của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Trong ý nghĩa từ vựng có liên quan đến câu Phật ngôn 197, 198 và câu Phật ngôn 199 này, quý vị thấy nó trùng trùng trùng, nó giống giống nhau. Thì có chỗ nào quý vị thắc mắc, chỗ nào thắc mắc thì có ý kiến. Không thấy cái sự thắc mắc là ha. Như vậy thì chúng ta lưu vào và học ha, tìm hiểu trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được ổn. Su su khăn quá ta chi hòa má, su su khăn quá ta chi hòa má, chi hòa má. Cái câu đầu tiên này quý vị thấy có bao nhiêu từ, bao nhiêu âm? Có tất cả 8 ha. Chữ số là 1 ha, số là 2 ha, chữ tăng là 3, quá là 4, tá là 5, chi là 6, qua là 7 và ma là 8. Câu đầu tiên chúng ta thấy có 8 âm hay 8 từ ha. Trong học rồi, học tới 3 lần luôn. Đúng rồi.
cái này, cái xem cái này không phải là bây giờ, mà cái sự thật này Đức Phật quá khứ Ngài cũng đã dạy, Đức Phật hiện tại cũng dạy, mà Đức Phật tương lai cũng nói lên. Sapapa vasa karana kusala suva sambada sacitta pariyo dapanang etang buddha nasasanam. Cái sự thật được lặp đi lặp lại, được lặp đi lặp lại. Chính vì lặp đi lặp lại đó mà chúng ta thuận pháp, tức là lý tưởng, mà nghịch pháp thì chúng ta đi vào bốn cái nơi thường. Thuận pháp thì chúng ta đi lên, mà nghịch pháp tức là chúng ta đi vào bốn cái nơi, bốn cái lâu đài đã chờ sẵn chúng ta, mà chúng ta đã ở đó nhiều lần lắm rồi. Lặp đi lặp lại, sự thật nó chỉ có như vậy thôi. Bởi vì cái khổ của sự thật á, cái khổ của chân lý là chúng ta phải biết nhàm chán mới ly tham được. Phải học, học cho tới một cái độ nào á, chúng ta chán đi. Thế là đã vô đầu chúng ta nhiều lắm rồi. Hồi mà chúng ta đã chán rồi á, thì coi như dục bỏ ở đâu chúng ta cũng có để mà xài. Có trong người chúng ta mới nhàm chán, mà nhàm chán khi đó chúng ta mới ly tham, mới thấy được cái sự thật. Thì thôi bây giờ mới có ba lần là ít quá. Su su khăn quá ta chi hòa mã, cái câu này su su khăn quá ta chi hòa mã, quý vị thấy trong câu này có bao nhiêu trường âm thông thường? Có bao nhiêu trường âm thông thường trong câu đầu tiên? Sĩ Kim, Sĩ Nhật Quỳnh, Quỳnh Minh Tâm, nó có hai. Rồi, nhưng mà Sĩ Kê Dung Nguyễn, Sĩ Dung Nguyễn thấy hai hay là thứ ba? Câu số một cho nó một đại đi cho rồi, cho nó dễ, có nhiều bổ sung. Sĩ Dung Nguyễn thấy thay hai hay thay một? Bao nhiêu trường âm thông thường? Trường âm thông thường tức là những cái nguyên âm, những nguyên âm ví dụ a i u e o, a i u e o, trong tám cái nguyên âm thì có năm cái nguyên âm gọi là trường âm. A i u e o. Sĩ Nhật Quỳnh còn thiếu năm mà tháng này có bốn à, làm dễ hàng gì Sĩ Dung Nguyễn thì thu chậm là phải rồi. Cũng thấy có hai ha, hai trường âm thông thường đó, tức là chúng ta thấy chữ chi ha, nguyên âm y và a qua nè, nguyên âm a và y trên câu số một này có, cho nên đó là những trường âm thông thường ha. Rồi Sĩ Dung Nguyễn cũng thành công, đâu có khó gì đâu ha. A i u e o đó là trường âm thông thường xuất hiện nhiều quá, thường xuyên cho nên gọi là thông thường. Rồi bây giờ tìm thêm coi ngoài cái trường âm thường còn có trường âm gì nữa, có bao nhiêu trường âm nhẫn trong tám từ này, có bao nhiêu trường âm nhẫn? Chị Kim, chị Nhật Quỳnh, Huynh Minh Tâm nói rằng không có trường âm nhẫn. Tại sao không có? Bởi vì trường âm nhẫn là một trường âm khi cái nguyên âm đó đi trước hai phụ âm kép. Một cái nguyên âm đi trước hai phụ âm thì ở chỗ đó chúng ta phải đọc chậm lại, đọc dài ra, cho nên gọi là trường âm mà có hai phụ âm đi liền với nhau, cho nên chúng ta gọi là trường âm nhẫn. Thì ở đây chữ số không này, chữ số không này, chữ khăn không này, chữ quá không này, chữ tá không này, chữ
không chữ hoa, không chữ má, không cho nên không thấy có trường âm nhấn. Chính xác. Rồi, mình chào xin niệm từ vừa đến với đạo tràng. Rồi, câu đầu tiên này, có bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Có bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Sích Kim, Sích Nhược Quỳnh, Sích A Huynh Minh Tâm nói là có một. Như vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm ở trong câu đầu tiên này đó chính là chữ khăn. Chữ khăn, tại sao gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Bởi vì những nguyên âm không phải là trường âm. Những nguyên âm không phải là trường âm, có nghĩa là á, ý và u. Nhớ ha, á là một nguyên âm, ý là một nguyên âm, u là một nguyên âm. Thì những nguyên âm mà coi như là những nguyên âm mà coi như là có cái giọng gọi là gọi là đoạn âm, những nguyên âm đoạn âm tức là phải đọc nhanh, nó đi trước chữ M có vô trong. Chữ A, chữ Y, chữ U đi trước chữ M có vô trong. Mà chữ M có vô chấm này á, sau này ở trong gôm của chúng ta có người đặt tên nó là có nút ruồi. M có vô chấm đọc là gọi là có nút ruồi. Ví dụ như chữ A mà đi trước chữ M có dấu chấm thì chúng ta đọc là ăn. Chữ Ý mà đi trước M có dấu chấm chúng ta đọc là in. Chữ U mà đi trước M có dấu chấm chúng ta đọc là ung. Ăn, in, ung. Đó thì những cái chữ này được gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi theo cái nguyên âm trước, ý, ú, á này, đọc theo cái giọng của nó. Rồi, câu đầu tiên này là một câu có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đó chính là chữ khăn. Mình hay giờ nói, không biết tiếp thu được không? Đây, mời xét niệm từ câu đầu tiên này phân tích lại. Bởi vì khi nghe niệm từ vô trễ, nếu không phân tích á thì người ta nói là khi dễ xét niệm từ đã vô trong đạo tràng rồi không ngó ngàng gì tới thì chắc là xét niệm từ buồn ha. Rồi, mời xét niệm từ câu đầu tiên này phân tích làm sao đây? Từ đâu rồi? Alo, alo. Rồi, chắc không chưa. Rồi, rồi, cũng té cái vòng đó rồi. Rồi, vô lại. Rồi, có đưa tay được không? Đưa tay rồi mới giao mic, giao micro chứ. Rồi, xà thủ, xin mời. Dạ. Dạ, máy của con hơi chậm đó ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức và con kính chào đạo tràng. Và con xin phân tích câu số 1 của câu pháp cú 199. Su su khăn watachi wa ma. Su su khăn watachi wa ma. Dạ, su là đoạn âm. Su là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá tá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, má là đoạn âm. Dạ, như vậy trong câu này chỉ có một loại trường âm, hai loại trường âm, trường khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi qua là trường âm thông thường, còn bao nhiêu là đoạn âm. Xú, xú, quá, tá, má là năm đoạn âm.
Dạ, thưa ngài, con đã phân tích xong. Dạ, con có sai, xin ngài sửa lại giùm con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Alo, 123, 123, xin niệm từ sai ai đúng. Bây giờ xin cái Nhật Quỳnh đã tặng hoa hả? Nhưng mà bây giờ mời xin Dung Nguyễn lặp lại sao cho giống hệt như xí niệm từ đi ha. Một là giống hệt như vậy, còn hai nữa thì có ý kiến của mình trong cái câu đầu tiên này, rồi tiếp thu được như thế nào cái câu đầu tiên này. Mời xí Dung Nguyễn. Alo, bàn tay đâu đưa lên, không đưa lên là bể micro, dục xuống là bể nghe. Dạ, con kính chào sư trí đức và dạ, con kính chào cho đại tràng. Bây giờ dạ, con xin phân tích lại, nhắc lại cái câu số 1 trong bài Pháp Cú 199. Dạ, trong câu này là có 8 từ, trong đó có hai từ là trường âm dài, và đó là chi qua, còn có một từ là đọc theo nguyên âm, đó là tực khăn, và còn lại là năm đoạn âm ạ. Dạ, con nhắc lại cái gì tư chữ dùm cho con. Dạ, con kính dâng bích lại cho ngài ạ. Sao mà xích kiếm tặng vậy nè? Trường âm mà trong dài là trường âm thế nào hả? Xích kiếm ơi là xích Nhật Quỳnh hả? Chữ chi chữ qua là trường âm dài à, như vậy trường âm dài là trường âm sao mà quý vị tặng bông nhiều quá vậy nè hả? Trường âm thì nó cũng có trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc thứ giọng nguyên âm. Trường âm ai là không biết trường âm dài nhá. Như là An Giang ha, trường nhớ không sao, biết rằng câu đầu tiên có ba trường âm là tốt rồi ha, có ba trường âm là tốt rồi. Rồi từ từ rồi nó cũng như chứ có gì đâu, nghĩa là cứ đưa tay cứ mạnh dạn lên là bảo đảm là thành công. Câu số 2, Usuke su anusuka. Đây. Câu số 2. Usuke su anusuka. Câu số 2 này là một câu mà quý vị thấy rằng cũng dễ bị lẹo lưỡi ha, mà cũng nó dễ nghe, đọc cũng hơi bị dễ bị bốc lắm á. Thôi đọc chậm chậm nha. Usuke su anusuka. Câu số 1 này với câu số 2 này, hai câu giống nhau hay là khác nhau? Alo. Sao? Câu số 1 với câu số 2, hai câu giống nhau hay khác nhau? Tại sao mà giống, tại sao mà khác? Tại sao mà giống, tại sao mà khác? Rồi. Mình xin niệm từ. Phân tích xong rồi ha. Đường truyền cũng hơi rắc rối, té té lên té xuống Rồi bây giờ mời Sít Mê Ta nè. Câu số 2 này với câu số 1, hai câu giống nhau chỗ nào mà nó khác nhau chỗ nào? Sao câu này đọc thấy cái vẻ leo lưỡi? Usuke su Anusuka. Alo, xin niệm từ con. Sít Mê Ta có chút máy không ạ? Rồi, chắc bạn đi rồi đó.
Vun Minh Tâm ngồi im ru. Vun Minh Tâm ơi, câu số 2 với câu số 1 nó giống chỗ nào, nó khác chỗ nào? Rồi Vun Minh Tâm cũng bận luôn rồi. Rồi xong ngay. Xích Kim hả? Rồi Xích Kim đưa tay thì làm luôn đi. Câu số 2 để phân tích với câu số 1 giống khác chỗ nào? Con xin kính chào sư Chế Đức, các cô tư nữ và Phật tử. Con thấy sư kêu sư mời, con thấy sư mệt quá, thôi con lên luôn rồi luôn, để nói cho rồi luôn đi, cho sư nghĩ cho rồi. Bắt một cá gô bỏ một gỗ kêu gột gột luôn sư. Cái câu số 2. U su khe su an nuk su kha. U su khe su an nuk su kha. U su khe su an nuk su kha. Để con phân tích xong rồi con nói nó giống chỗ nào, nó sai chỗ nào hay sư. Us là trường âm nhắn, tại vì nó có hai phụ âm phía sau. Su là đoạn âm, kê là trường âm thông thường, không phải là trường âm dài. Su là đoạn âm, á là đoạn âm, nút là trường âm nhắn, tại vì nó đi sau hai phụ âm SS ha. Su là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, không phải là trường âm dài. Tại trường âm nó là dài rồi, nó không phải trường âm dài nữa. Trường âm dài mà là trường âm mà dài là nó dài thòn luôn á. Như vậy trong câu này nó chỉ có hai loại trường âm thôi. Trường âm thông thường nó có hai chữ là chữ khê và chữ kha. Chữ kha là nó có dấu nguyễn trên đó ha. Hãy nó có dấu rồi đọc không có dấu, mà nó không có dấu là bỏ dấu sắc vô nha. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì nó không có chữ nào hết. Trường âm nhắn nó có hai chữ, đó là chữ us và chữ nus. Chữ uss rồi chữ nuss ha. Trường đoạn âm nó có bốn chữ là chữ xú, chữ xú, chữ á và chữ xú. Trời, nó có ba chữ xú luôn đó. Câu 2 và câu 1 nó giống nhau là nó đều có 8 từ hết. Và nó giống nhau là nó có hai loại trường âm. Nhưng mà nó khác nhau là câu số 1 nó có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhưng mà câu số 2 nó không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 1 nó chỉ có trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Còn câu số 2 nó chỉ có trường âm thông thường và trường âm nhắn. Và đoạn âm thì câu số 1 nó có 5 chữ, đoạn âm của câu số 2 nó có 4 chữ. Không biết con còn thiếu gì nữa không ha. Dạ, con nghĩ rằng như đó đủ hết sư. Con xin trả máy lời, con có sai sư chỉnh lại cho con. Dạ, con trả máy lời ạ. Alo, sao chỉ có mình Sĩ Nhật Quỳnh tặng hoa? Chắc là phân tích kiểu này là hầm bà lăng rồi. Người ta nghe người ta không hiểu gì cả. Chỉ có mình Sĩ Nhật Quỳnh tặng hoa. Rồi Sĩ Trung Nguyễn cảm ơn. Chị cảm ơn này nghi quá. Rồi bây giờ mời Sĩ Trung Nguyễn hiểu như thế nào mà cảm ơn cô Sĩ Kim. Rồi câu số 2 mời Sĩ Trung Nguyễn. Cái kiểu này mời nhiều quá rồi lần sau sợ không dám vô đây nữa. Phải không? Bây giờ câu số 2 phân tích nên là như thế nào để coi tiếp thu được chừng nào. Không nhớ hết, nhớ bao nhiêu nói bao nhiêu. Biết tới đâu sâu tới đó. Rồi mời Sĩ Dung Nguyễn lên đi kìa. Lên đi kìa. Rồi còn tay đâu. Với câu số 1 là thấy thành công rồi á. Câu số 2 rồi chỉ cần phân tích trường âm là nắm được trường âm là thành công. Rồi xin mời. Dạ con kính thành lễ sư. Dạ con con cứ phân tích rồi có sai thì sư sửa giùm cho con. Dạ câu số 2 con hiểu á. Như vậy là có một dạ
Con chỉ biết là câu số 2 á, là khác với câu số 1 á, là không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi có trường âm vậy thôi con. Con không có nhớ, để con nói rồi bữa sau con trả bài cho sư nha. Các bà con xin trẻ mít cho sư. Nam Mô Bụt Thầy dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang. Tôn Đức vừa quang lâm vào đạo tràng và dạ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin phân câu số 2 lại ạ. Dạ. Tại con thấy Du Nguyệt bối rối quá nên con xin phân tích lại. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Su kề su an nuốt su ca. Uất su kề su an nuốt su ca. Uất là trường âm nhấn. Sú là đoạn âm, kê là trường âm thông thường, sú đoạn âm, á đoạn âm, nuốt trường âm nhấn, sú đoạn âm, ca trường âm thông thường. Con xin đọc lại một lần nữa. Uất trường âm nhấn, sú đoạn âm, kê trường âm thông thường, sú đoạn âm, á đoạn nuốt trường âm nhấn, sú đoạn âm, ca trường âm thông thường. Ở trong câu này không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chỉ có hai loại trường âm. Dạ, đạo tràng có nghe được rõ không? À, cho Nhật Bình một tín hiệu ạ. Một hai hả? Dạ, con tri ân ngài. Dạ, con xin. Dạ, con tri ân Đại Đức Pháp Trang. Đức Hoài hả? Dạ. Nam Mô Bụt Thầy dạ. À, Dung Nguyễn có nghe rõ không? Dung Nguyễn, Dung Nguyễn có nghe Nhật Quỳnh rõ không? Rồi đây là Nhật Quỳnh đọc lại một lần nữa để cho Dung Nguyễn nắm được nha. Út su kề su an nuốt su ca. Út trường âm nhấn, sú đoạn âm, kê trường âm thông thường, sú đoạn âm, á trường theo giọng, á đoạn âm, nuốt trường âm nhấn, sú đoạn âm, ca trường âm thông thường. Trong câu này không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chỉ có trường âm nhấn và trường âm thông thường. Trường âm nhấn có út, nuốt là hai trường âm nhấn. Trường âm thông thường có kê và ca là hai trường âm thông thường. Trong câu này có bốn trường âm, hai trường âm nhấn, hai trường âm thông thường và bốn đoạn âm. Dạ, con có sai thì ngài chỉ dạy lại cho con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang. Lâu quá. À, để Đức Pháp Tràng đến với đạo tràng. Cái câu số 2 này á, cái câu số 2 này á, nghĩa là đã hướng dẫn cũng có người lên đọc trước rồi, nhưng mà chắc là sự hướng dẫn của chúng tôi như thế nào đó mà Sư Trung Nguyễn coi như là quên, chỉ nói được có một 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 cái là không có coi như là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cái câu số 2 này chỉ nói như vậy, nhưng mà không biết rằng lâu lâu rồi mới đến với đạo tràng này để Đức Pháp Trang còn nhớ cái vấn đề phân tích về trường âm đoạn âm như thế nào không ha. Rồi, thỉnh Đại Đức Pháp Trang làm sao mà để cho Sích Dung Nguyễn mà coi như là nắm bắt được thì cái đó mới là hay đó nha. À, rồi thỉnh là Đức Pháp Trang câu số 2. Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Ca dạ. Mà trước tiên chúng con thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Mà chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và chư Phật tử.
Gặp ngài lâu quá con mới vào, không biết là con phân tích có đúng không. Ngày xưa con lên bây giờ con cũng gung đây, chích dung nguyễn gung mà con cũng gung nữa. Bây giờ con xin phân tích câu số 2 để coi nó có trúng không, lâu quá gặp ngài. Bây giờ con xin phân tích câu số 2. Uchuke su anusuka. Uchuke su anusuka. Chữ ut là trường âm nhấn, chữ su là đoạn âm, chữ kê là trường âm thông thường, su là đoạn âm, chữ á là đoạn âm, chữ nút là trường âm nhấn, chữ su là đoạn âm, chữ ca là trường âm thông thường. Như vậy là trong này có là trường âm nhấn 1, 2 và có 2 trường âm nhấn. Có 1, 2, 3, 4 và có 4 đoạn âm. Có 2 trường âm thông thường. Và con đã phân tích xong rồi, không biết con phân tích có đúng không nhờ. Nhờ xích kim, bữa nay xích kim đưa. Lâu quá cũng không gặp cái kia mà giờ con lên phân tích không biết có gì sai không giờ. Thấy Xích Nhật Quỳnh tặng 4 cành hoa. Bây giờ con đã phân tích xong rồi, con xin kính dân mít cho ngài, không biết có gì sai không á bạch ngài. Giờ sao lâu quá con mới vào, giờ con cũng hơi run. Giờ xin mít ta với huynh Minh Tâm tặng hoa gì là con phân tích đúng mà bạch ngài. Giờ con kính dân mít cho ngài ạ. Một phút thời. Sa thủ sa thủ đến Đức Phật Trang. Dầu sao nữa ở Bình Định với lại Nha Trang cũng gần nhau, cho nên coi như là dễ nghe, và Sĩ Trung Nguyễn nghe rõ rồi ha. Rồi gần sát một bên nói không nghe nữa thì sao được. Cho nên để Đức Pháp Trang lên là thấy hợp thời quá đi. Rồi Sư Dung Nguyễn nó rõ rồi, tri ân, nhưng mà rõ rồi bây giờ lọc lại cho đúng nghe mới gọi là rõ rồi, mới nắm bắt được chứ. Còn nếu mà chưa có đúng thì coi như cũng chưa có rõ. Rồi mời Sư Dung Nguyễn. Dạ, con kính đảnh lễ sư Chí Đức và con kính đảnh lễ sư Pháp Tràng. Dạ, con xin đọc lại, phân tích lại cái câu số 2 ạ. Usukesu anusuka. Usukesu anusuka. Usukesu anusuka. Dạ. Trong cái câu số 2 này thì có hai trường âm nhấn, đó là từ út và từ nút. Dạ, có hai trường âm thông thường, đó là từ kê và từ ca. Dạ, còn lại là có 5 đoạn âm ạ. Dạ, con đã nhắc lại xong rồi, con xin gửi mic lại cho sư. Con kính mong sư chỉnh sửa lại dùm cho con ạ. Sa thủ, như vậy là thành công. Bởi vì bây giờ chỉ cần biết cái này có bao nhiêu trường âm. Và khi biết được những trường âm thì những cái đoạn âm kia chúng ta phải đọc đọc ngắn lại. Chữ số nè, chữ số nè, chữ á nè, chữ số nè, mấy chữ đó chúng ta thêm dấu sắc. Không có dấu thì thêm dấu, mà có dấu thì đọc không có dấu, chú ý ha. Không có dấu thì đọc có dấu, mà có dấu thì đọc là không ha. Chữ út kéo dài bởi vì nó là trường âm ha. Út su kê kéo dài, su ngắn, á ngắn, nút kéo dài, su ngắn,
ca kéo dài. Thì phân biệt được như vậy á. Bây giờ thấy đầu tiên là phân biệt trường âm là tương đối ổn rồi ha, cứ bình tĩnh mà luôn là thành công à. Rồi xong, như vậy là có kết quả. Vậy thì câu thứ nhất và câu thứ nhì chúng ta thấy có những sự khác biệt như thế nào? Câu thứ nhất á, quý vị thấy có hai loại trường âm, trường âm thông thường và trường âm nhấn ha. Câu thứ nhất. Câu thứ hai thì cũng có hai loại trường âm, là trường âm nhấn và trường âm thông thường ha. Và câu thứ nhất á, thì có tất cả là ba trường âm, chữ khân, chữ chi, chữ hoa. Câu thứ hai thì có bốn trường âm, chữ út, chữ kê, chữ nút, chữ ca. Chúng ta thấy có một cái sự khác biệt ha, nhưng mà nó giống nhau là sao? Một câu có tám âm hay là tám từ, câu nào cũng tám âm tám từ, cho nên nó giống nhau là giống chỗ đó. Bây giờ sau khi phân tích xong, giọng đọc của chúng ta giữa hai câu này được liên lạc với nhau. Su su khăn quá ta chi hoa ma u su kê su anu su ca. Su su khăn quá ta chi hoa ma u su kê su anu su ca. Su su khăn quá ta chi hoa ma u su kê su anu su ca. Rồi như vậy là không có còn rắc rối gì nữa ha. Và câu số 3. Usuke sumanutse su. Usuke sumanutse su. Rồi, xin mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Câu số 3. Alo, cà phê, cà pháo uống chưa? Súc mặt chưa? Rồi mặt súc miệng chưa? Có tỉnh táo không? Đưa bàn tay dùm cái. Đưa bàn tay nhanh nhanh thì người ta còn gọi là tuệ, mà đưa bàn tay mà chậm quá thì không còn đọc với tuệ nữa, mà tôi mới đọc với tệ. Muốn chữ tuệ hay là chữ tệ? Bàn tay đâu? Ấy không được. Cái cô này thường thường làm thủ môn mà đâu có bao giờ đưa tay đâu, chụp giật mà. Xin mời. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thanh kính Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Khen, cùng Chư Tôn Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiện. Con xin phân tích câu số 3. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Út xú kê xê xú. Út là trường âm nhấn, xú đoạn âm, kê là trường âm thông thường, đoạn âm. Là đoạn âm, là trường âm nhấn, trường âm thông thường, là đoạn âm. Và câu số 3 này có chữ út. Út, nút là trường âm nhấn. Kê, xê là trường âm thông thường, còn lại chữ số ma, số ba chữ số đó là đoạn âm. Và đoạn này
Đoạn số 3 này chỉ có hai trường âm nhấn và hai trường âm thông thường, đó là chữ K và chữ C. Chị Kim nói gì ngủ gì đức chết quá. Cảm ơn Quỳnh. Dạ con xin phân tích lại. Út số kê số mán nút xê số. Út là trường âm nhấn, số là đoạn âm, kê là trường âm thông thường, số là đoạn âm, má là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, số là đoạn âm. Dạ con đã phân tích xong. Dạ con xin xuống mít. Dạ kính con có phân tích sai thì xin ngài chỉ lại cho con, vì hôm nay mấy hôm nay con cũng có việc cho nên là con không có vào room được. Dạ con xin xuống mít. À, sa thủ cô tu nữ tự duyên. À, quý vị thấy cái nguyên tắc nó trong cái phương pháp mà chúng ta học chỉ có một thôi, tức là trường âm và đoạn âm. Nhưng mà tại sao nó chia ra trường âm nhấn, trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Tại sao? Chẳng có tại sao gì hết, bởi vì nó là giọng dài ha. Trường âm là cái giọng dài. À, khi mà nói rằng trường âm nhấn, trường âm thông thường, chẳng qua là cái cho chúng ta dễ hiểu nó thuộc về cái loại gì mà thôi. À, chúng ta chỉ biết trường âm, câu số 3 có 4 trường âm, chữ út, chữ kê, chữ nút, chữ xê, đó là 4 trường âm đủ rồi. Thế không có thắc mắc trường âm dài, trường âm ngắn là cái gì, biết nó là trường âm. Để khi mà chúng ta đọc cái trường âm này nó khác với đoạn âm. Chỉ có vậy thôi. Cho nên là khi mà quý vị đã nắm vững cái nguyên tắc rồi, dù có nghỉ học một thời gian, dù công việc thế này thế kia nữa, nhưng mà bước chân vô, nhìn vô trong kinh văn, chúng ta tự mày mò, chúng ta đọc, chúng ta biết mình đọc đúng hay là mình đọc sai. Khi có những cái chi tiết của trường âm, đây là trường âm nhấn nè, nó phải kéo dài ra, nhưng mà nó có những cái rắc rối nè, nó có những phụ âm đi theo nè. Đây trường âm thông thường nè, ồ cái này gặp hoài, thông thường mà. Ồ còn đây là trường âm đặc thù, dòng nguyên âm nè, có cái nút ruồi nè, đó vân vân. Thì khi mà chúng ta đọc có sự phân biệt như vậy, chúng ta mới có sự tỉnh thức, mình biết rằng mình đọc đúng hay đọc đọc sai. Còn anh nhớ cô tự nhiên mà đọc như vậy xích kim cái nó ồ đức chén rồi cái quân minh tâm á, thì cũng tham gia vô cái vấn đề mà đầu chén đánh tứ sắc rồi đánh bài xẹp như thế này thì thôi, mời quân minh tâm ôn lại cái câu số 3 này để coi có bị đức chén không. Quân minh tâm dạ con xin sám hối đạo tràng và tết chát cho nó vui đạo tràng chút thôi. Dạ con xin phân tích đoạn số 3 lại ạ. Dạ út su kê su man nút xê su, nó có nhiều su quá. Dạ chữ út là trường âm nhấn, chữ kê là trường âm thông thường, chữ nút là trường âm nhấn, chữ C là trường âm thông thường. Và có hai trường âm nhấn và hai trường âm thông thường và không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và còn lại là xú xú má xú và là bốn đoạn âm. Và bốn trường âm, bốn đoạn âm. Và con đã phân tích xong rồi, con lao xuống ạ.
Sa thú, sa thú, minh tâm, xin cho quén nghe huynh minh tâm phân tích còn tán thán tặng hoa ha. Xin như quên đó. Rồi, với sự phân tích của cô tu nữ tự duyên nè, cô huynh minh tâm, xin dung nguyện, có hiểu cái câu số 3 này không? Alo, xin dung nguyện có nắm bắt được chưa? Có khái niệm chưa? Hiểu rồi. Ồ, hiểu vậy là tốt rồi. Rồi, bây giờ qua câu số 4 ha. Câu số 4 là câu cuối cùng. Quy hạ và ma anusuka. Câu số 4, mời Sĩ Châu Nguyễn. Hồi nãy mời Sĩ Châu Nguyễn lên hai câu rồi nghe. Bây giờ Sĩ Châu Nguyễn lên câu cuối cùng nè. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Thức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Sư Pháp Trang, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô Metta đã cho con biết tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Kim ạ. Dạ con xin phép được phân tích câu số 4 ạ. Vihara ma'anusuka. Vihara ma'anusuka. Dạ, quý là đoạn âm, há là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, má là đoạn âm, á là đoạn âm, nus là trường âm nhấn, su là đoạn âm, ka là trường âm thông thường. Dạ, trong câu này, đoạn âm gồm có chữ quý, chữ há, chữ má, chữ á và chữ su. Trường âm thông thường gồm có chữ ra và chữ ca. Trường âm nhấn gồm có chữ nus. Dạ không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ thưa con đã phân tích xong ạ. Con có phân tích sai, con nhờ sư sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính lễ ngài Pháp Thanh vừa đến với pháp hội. Không biết cái câu này nó khó hay là sao, coi như trước khi đọc, trước khi mà phân tích khó hèn trước như vậy, chứng tỏ bệnh hoạn hay sao. Nếu mà có bệnh thì người ta du di, người ta không có bất lỗi. Còn mà nếu mà không bệnh giả đò ho ho là nói cái giọng coi như rầu 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 như vậy là là quý vị nghĩ gì sao? Vẫn nhận được nhiều cành hoa thế này đã phân tích đúng rồi, nhưng mấy bữa này bị bệnh hả? Bị bệnh mà cũng ráng vô chi vậy hả? Bây giờ anh đã lỡ vô mà không kêu lên thì nó thi dễ, khổ thiệt. Hình như Sít Kim chưa phân tích hả? Trời ơi, còn đặt chén nữa kìa, không phân tích cái gì. Hồi nãy cô tu nữ Tự Duyên đó lên phân tích. Rồi cô Sít Kim còn đặt chén, đặt đồ gì, coi người ta đọc mà giống như đến bài thứ sắc, bài xẹp, bài gì đó. Mấy người mua quạt phải hơi dùng cái từ chén chén đó. Rồi, câu số 4, quy hát là Ma-a-nu-su-ca. Sĩ Châu Nguyễn phân tích như vậy. Bây giờ Sĩ Dung Nguyễn, hai bên cũng là Nguyễn luôn. Sĩ Dung Nguyễn, có nắm bắt được chưa? Câu số 3 thì thông qua nha. Còn câu số 4 này nha, là chung kết nè. Hiểu được chưa? Dạ ha. Rồi, sao bây giờ? Bây giờ Sĩ Ca Dung Nguyễn lên phân tích lại câu số 4 này đi ha. Kính lễ đến Đức Pháp Quang và đến với Pháp Hội. Rồi, hiểu thế nào thì cứ nói thế đó. Cứ tự nhiên nghe không? Dạ,
Dạ, con kính đảnh lễ quý sư trong lớp học và con xin phân tích lại câu số 4. Viharama anusuka. Dạ, câu số 4 này thì có một trường âm nhấn đó là nút, hai trường âm thông thường đó là ra và ca, và còn lại là đoạn âm. Dạ, con đã phân tích là không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin chị gửi mic lại cho sư ạ. Có gì sư sửa cho con nhé. Sa thủ xích dùng nguyện. Nghe là đứng trên bục mà la hát học trò quen rồi, bây giờ vô room này làm học trò, cho nên thấy cũng hơi khổ đấy ha. Khi nãy đã nói trường âm thì tương đối ổn định, trường âm thông thường, trường âm nhấn thấy rõ ràng chính xác, nhưng mà khổ cái đoạn âm mà cứ đọc ha hoài. Quý không đọc phải là quý, không phải là ha, chữ má không có đọc là ma, chữ a thì đọc là, không có đọc là a, chữ số đọc chữ su. Nhớ đoạn âm thì phải thêm dấu sắc vô, không có dấu thì thêm dấu. Chữ nào cũng có dấu sẵn rồi thì chúng ta đọc là không có dấu. Ví dụ chữ ra, chữ ca không có dấu, có dấu thì chúng ta đọc không có dấu. Còn không có dấu thì chúng ta thêm dấu vô. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Giờ để chưa thuộc được kinh Bát Nhã rồi ha. Kinh Bát Nhã chưa thuộc. Nếu mà thuộc kinh Bát Nhã thì sắc tức thì không, không tức thì sắc, có mà không, không mà có, thì học cái Pali nhanh. Rồi, như vậy thì quý vị cũng đã thành công. Chị Trần Nguyễn phân tích xong ha. Rồi, cái chị Dung Nguyễn cũng phân tích xong ha. Còn bây giờ chị ráng học, tại vì cái gì mà từ giờ tới lễ dân y là giỏi. Bây giờ nè, sư Phú Nguyễn á lên phân tích câu cuối cùng này để cho sư Dung Nguyễn nghe cho rõ, bởi vì ở Quy Nhơn Quý Bình Định gần xây cá nói dễ nghe hơn, còn ở Túc Anh này xa nè. Rồi sư Phú Nguyễn Bình Định với bên Nha Trang gần xịt với nhau à. Rồi lên đi. Cái này là con sám hối trước là ngài vừa kêu ngay cái lúc con ho, chúng ta giả bộ ho nha thưa ngài. Dạ con kính đảnh Phật ơn pháp ơn đức tăng, con đảnh lễ ngài Địa Đức sư phụ Pháp Trang, Đại Đức Pháp Quang cùng chư tu lớp tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Tùy Duyên và con kính chào quý cô chú anh chị em trong đạo tràng. Dạ con xin phân tích lại câu số 4 ạ. Quý há ra má á nút su ca, quý há ra má á nút su ca. Dạ ví là đoạn âm, á là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, má là đoạn âm, á là đoạn âm, số là ca trường âm nhấn. Nên là câu số 4 là có trường âm có 2 trường âm, trường âm có 3 trường âm là ra, nút và ca. Trong đó có hai trường âm thông thường là ra và ca, một trường âm nhấn là nút,
còn đoạn âm có ví, há, má, á, sú. 1, 2, 3, 4, 5, 5 đoạn âm. 5 đoạn âm là ví, há, má, á, sú. Dạ, bạch ngài, con đã phân tích xong, có gì xin ngài sửa cho con. Sa thủ sư cô biển ở đây không có sửa sai gì hết á, mà chỉ muốn hỏi rằng sư Dung Nguyễn khi nghe sư cô biển mà trình bày như vậy thì sư Dung Nguyễn có nắm bắt được không, có hiểu không? Ở Nha Trang của Quy Nhơn cái giọng hơi dễ dễ á. Được rồi, vậy là thành công. Trời ơi, một đống bông hoa luôn mà không thành công mới lạ. Rồi, sa thủ, sa thủ. Như vậy thì câu số 4, câu số 3 sau khi phân tích xong, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Usuke sumanusse suvihara ma'anusuka. Usuke sumanusse suvihara ma anusuka. Usuke sumanusse suvihara ma anusuka. Rồi, như vậy thì giọng dài, giọng ngắn, trường âm, đoạn âm trong cái cách đọc của chúng ta, quý vị có thấy chỗ nào còn thắc mắc tại sao thì cứ hỏi. Như vậy là không có gì thắc mắc ha. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại từ trên xuống dưới. Bây giờ là 5:35, còn một tiếng đồng hồ nữa là chúng 6:30 là chúng ta nghỉ ha. Bây giờ thì trong giọng kinh, trong giọng kệ, trong hai giọng này quý vị muốn đọc cái giọng nào cũng được hết á, để cho có một cái sự hòa hợp với nhau. Có nhiều vị thích đọc kệ thì cứ lên đọc kệ, vị thích đọc kinh thì cứ lên đọc kinh ha. Bây giờ trong hai giọng đó quý vị muốn đọc cái giọng nào cũng được hết. Bây giờ chúng tôi đọc trước ha. Susukan watachi wa ma usuke suman anusuka. Usuke sumanusse suvihara ma anusuka. Susukan watachi wa ma usuke suanusuka. Usuke sumanusse suvihara ma anusuka. Susu khang wa ta chi wa ma hang un su ke su anun su ka hang un su ke su ma nu se su vi hara ma anun su ka hang. Susu khang wa ta chi wa ma hang un su ke su anun su ka hang. Unsukesu manusesu viharama anunsuka. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Rồi mời Huynh Minh Tâm. Dạ, sa thú và kinh trường sư Trí Đức đã giảng dạy câu pháp cú 199 và thỉnh sư tiếp tục uống cà phê tắc xịt ạ. Con cũng không quên kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Pháp Quang, kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Pháp Trang, đây là ba nít sư tăng con thấy trong room. Kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và kính chào quý Phật tử, và mời quý vị quan hỷ giơ tay lên đọc cho nó vui ạ. Và con xin phép đọc câu cú 199. Su su khang wa ta chi wa ma us su ke su an nu su ka.
Usuke sumanusse suvihara maanusuka susukhang watachi wa ma usuke suanusuka usuke sumanusse suvihara maanusuka susukhang watachi wa ma usuke suanusuka usuke sumanusse suvihara ma anusuka. Và trong cái câu này cái chữ là xú là nhiều nhất ạ. Dạ. Vui thay chúng ta sống. À, câu này nghe có lý ạ. Không rộn giữa rộn ràng, mẹ khó à. Giữa những người rộn ràng, ta cũng rộn ràng. Ủa anh ta sống không rộn ràng. Cái câu chót này nó khó à. Cái câu mà, sống ở giữa những người rộn ràng dễ rồi đó. Dạ. Vui thay, sống chẳng rộn ràng. Giữa người bận rộn, chẳng ràng rộn chi. Vui thay, sống chẳng khát khao. Giữa người khao khát, chẳng khao khác gì. Câu những cái này là có hai câu dễ, hai câu khó. Dạ. Dạ, sa thú bằng tay của sư Pháp Trang. Dạ, con kính thỉnh sư Pháp Trang lên đọc ạ. À. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Tường Tọa Pháp Thanh, Đại Đức Pháp Quang cùng chú Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào chú tu nữ và chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 199. Sô sô khang vá ta chi vá ma u sô kê sô a nu sô ca u sô kê sô ma nu sê sô vi ha ra ma a nu sô ca sô sô khang vá ta chi vá ma u sô kê sô a nu sô ca u sô kê sô ma nu sê sô vi ha ra ma a nu sô ca sô sô khang vá ta chi vá ma u sô kê sô a nu sô ca u sô kê sô ma nu sê sô vi ha ra ma a nu sô ca. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khang wa ta chi wa ma u su kê su anu su ka u su kê su ma nu se su vi ha ra ma anu su ka. Vui thay sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao, giữa người khao khát chẳng khao khát gì. Và bản của Hòa Thượng Giới Đức. Và bây giờ chúng con đã đọc xong, và bây giờ xin mời quý vị trong đạo tràng chúng ta giơ bàn tay để chúng ta tiếp tục đọc câu Pháp Cú số 199. Giờ bây giờ chúng tôi đã thấy bàn tay của Sích Kim. Bây giờ mời Sích Kim lên đọc Nam Mô Phật Thầy Giá. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang, sư Pháp Hoàng, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin đọc kinh về kinh thôi. Câu Pháp Cú 199, và con xin cảm ơn các cô Mê Tà, Châu Nguyễn, Như Nhật Quỳnh, với lại cô Tị Duyên nghe rõ, và con xin trả bài ạ. Su su khang wa ta chi wa ma u su khe su an nuk su kha u su khe su man nuk se su vi ha ra ma an nuk su kha su khang wa ta chi wa ma u su khe su an nuk su kha u su khe su man nuk Sê su vi ha ra ma an nuk su kha su su khang wa ta chi wa ma u su khe su an nuk su kha u su khe su ma nuk sê su vi ha ra ma an nuk su kha. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Dạ, con đã đọc xong, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con đọc xong rồi, nếu có sai xin các sư sửa ạ. Con xin trả máy lại cho người khác ạ.
Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sơn Kha Dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trái Đất, Ngài Pháp Thanh, Đại Đức Pháp Quang. Cũng kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ, bây giờ con xin câu kinh pháp cú số 199. Su su khăng quá ta chi mà u su ke su anh lo u su ke su manu su vi harama anut su ka su su khang su khang hoa đi qua u su ke su anut su ka u su ke su manut se su Rama anut suka vô thay ta sống không rộn giữa rộn ràng giữa những người rộn ràng không rộn ràng su su khăn qua đi qua mà u su anh nốt su ca u su ke su mình nốt se su e harama anh nốt su ca su su khang quá tất chi qua mà anh su su khang quá tất chi qua mà u su ke nốt su ca Utsuke su manut se su viha vihara ma vihara ma anut suka. Vui thay chúng ta sống rộn không rộn giữa rộn ràng giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay sống chẳng rộn ràng giữa người bận rộn chẳng ra đi. Vui thay sống chẳng khát khao giữa khát chẳng khao. Dạ, phổ thơ niệm dưới đức. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Metta. Dạ, kính mời chị. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Thượng Tọa Pháp Thanh, con kính lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính lễ Đại Đức Pháp Quang, và con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú 199 ạ. Su su khang quá ta chi qua ma út su kề số an út su ca út su kề số man út xề su quý ha ra ma an út su ca su su khang quá ta chi qua ma út su kề số an út su ca út su kề số man út xề số quý ha ra Ma Anut Suka. Vui thay, chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khăn qua ta chi qua ma Ut su ke su anut su ka
Ut su ke su manut se su Viharama anut su ka Vui thay sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao, giữa người khao khát. Chẳng khao khát. Con phố biển, con đảnh lễ ban ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, Sư Phụ Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Tùy Duyên và con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú. Số 1. Dạ, con xin sám hối 199. Sú sú khăn quá tá chì và ma út sú kề sú án nút. Sú cà út sú kề sú má nút xề sú quý há ra má á nút sú cà sú sú khăn quá tá chì và má út sú kề sú á nút sú cà út sú kề sú má nút xề sú quý há ra má á nút sú cà sú sú khăn quá tá chì và má út sú kề sú má sú á nút sú cà út sú kề sú má nút xề sú quý há ra má á nút sú cà. Sao cái điện thoại con nó bị khó nhìn thấy. Dạ con xin đặt lại ạ. Sú sú khăn quá tá chì và má út sú kề sú án nút sú cà út sú kề sú má nút xề sú quý há ra Dạ, con niệm từ, con xin kính cúi đầu đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính lễ sư Pháp Trang. Con dạ, con kính lễ cô tu nữ Tùy Duyên và con kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sis Nhật Quỳnh, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết âm thanh rõ. Con xin trả bài câu Pháp Cú số 199. Cảm ơn Sis Meta, cảm ơn Châu Nguyễn. Su su khang wa ta chi wa ma u su se su anu su ka u su ke su manu se su vihara ma anu su ka su su khang wa ta chi wa ma u su ke su anu su ka u su ke su manu se su vihara ma anu su ka su su khang wa ta chi wa ma u su ke su anu su ka u su ke su manu se su vihara ma anu su ka. Dạ con xin đọc bản tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay chúng ta sống không rộn ràng, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Su su khăn wa ta chi wa ma us su ke su anu su ka us su ke su manu se su vihara ma anu su ka. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Vui thay sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vui thay sống chẳng khát khao, giữa người khao khát chẳng khao khát gì. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, dạ, xin Ngài sửa lại giùm con. Dạ, niệm từ xin trao mít lại cho đạo tràng để
lên trả bài tiếp tục ạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Meta, Sít Dung Nguyễn đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc câu pháp 199 ạ. Su su khang wa ta tri wa ma us su ke su anus su ka us su ke su manus se su vihara ma anus su ka su su khang wa ta tri wa ma un us su ke su anus su ka Usuke sumanuse suvihara ma anusuka Susukhang watachi wa ma usuke su anusuka Usuke sumanuse suvihara ma anusuka Vui thầy chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khang wa ta tri wa ma usuke su anusuka Usuke su manuse su vihara ma anusuka Vui thay, sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn, chẳng ràng rộn chi. Vui thay, sống chẳng khát khao, giữa người khao khát, chẳng khao khát gì. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thưa con đã đọc xong mà. Con đọc có sai, con nhờ sư sửa giùm con. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Dung Nguyễn. Dạ, Nhật Quỳnh té cái đùng nên là không có kịp tặng hoa cho Châu Nguyễn. Dạ, bây giờ Dung Nguyễn có nên đọc bài không? Dạ, có nên đọc bài không thì đưa tay lên lẹ lên để rồi tới giờ phải rời đạo tràng. Dung Nguyễn có nghe âm thanh Nhật Quỳnh không? Có đọc bài không? Nhật Quỳnh xin nhường mic cho Dung Nguyễn đọc trước. Rồi, mời Dung Nguyễn nghe. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, các quý cô tu nữ và các cô trong đài trang. Con xin cả cô Pháp Cú 199 ạ. Sư sư thân qua... Dạ. Dạ con xin đọc à, con đọc để có gì con nhờ sư sửa lại cho con tại vì lúc nãy con đọc sai á. Dạ. Sút số khăn quá tà chày quá qua má uống số kê số á nút số cà uống số kê số mà nút má nút xe số
quý hà ra má ta nút xứ cà xú xứ khăn quá tá chì hòa mà hòa má út xứ kê số á nút xứ cà út xứ kê số ma nút xê số quý hà ra má ta nút xứ cà xú xứ khăn quá tá chì hòa má út xứ kê số a nút xứ cà út xứ kê số ma nút xê số quý hà ra má a nút xứ cà. Vui thay chúng ta sống không rộn ràng giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xúc xúc khăn quá tà trì hòa má út xúc kê xú á nút xù cà út xù kê xú má nút xê xú quy hà ra má a nút xù cà. Vô thay chúng ta sống rộn ràng, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc lại. Vô thay sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vô thay những khát khao, giữa người khao khát chẳng khác gì. Dạ con đang mới tập đọc cho nên chắc chắn là con đã có đọc sai. Con xin quý sư sửa cho con và con sẽ từ từ con sẽ tự điều chỉnh lại cái những cái trường âm cho nó đúng ạ. Và con xin gửi nick lại cho cô Nhật Huỳnh và con xin chào ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Dung Nguyễn. Nam mô Bích Tha giá và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ kính cảm ơn cô Tự Duyên cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trả bài pháp của kinh số 199. Su su khăn quá ta chì hòa má út su kề su anh út su ca út su kề su manh út sề su vi ha ra ma an nuốt su ca su su khăn qua ta chì qua ma uất su kề su an nuốt su ca uất su kề su man nuốt sề su vi ha ra ma an nuốt su ca su su khăn qua ta chì su su khăn qua ta chì ma uất su kề su an nuốt su ca uất su kề su man nuốt sề su vi ha ra ma ma an nuốt su ca su su khăn qua ta chì hòa ma uất su kề su an nuốt su ca uất su kề su man nuốt sề su vi ha ra ma an nuốt su ca. Vui thay chúng ta sống không rộng giữa rộng ràng, giữa những người rộng ràng ta sống không rộng ràng. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Su su khăn qua ta chỉ qua ma u su kê su a nuốt su ca u su kê su ma nuốt sê su vi ha ra ma a nuốt su ca su su khăn qua ta chỉ qua ma u su kê su a nuốt su ca u su kê su ma nuốt sê su vi ha ra ma a nuốt su ca su su khăn qua ta chỉ qua ma u su kê su a nuốt su ca u su kê su ma nuốt sê su vi ha ra ma a nuốt su ca. Vui thai sống chẳng rộn ràng, giữa người bận rộn chẳng ràng rộn chi. Vui thai sống chẳng khát khao, giữa người khao khát chẳng khao khát gì. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và con có sai thì xin ngài chỉ dạy cho con. Và không biết còn vị nào đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên thì Nhật Quỳnh kính mời ạ.
Nam mô Bụt Thầy nhé. Sa tu hôm nay đại đức Phật Càng thích lễ làm cho quý vị coi như có nhiều cái giọng đọc rất là hay ha. Rồi Sích Kem nè, cô tu nữ Tự Duyên nè, Sích Meta, Sích Niệm Từ, Sích Châu Nguyễn, Sích Dung Nguyễn, rồi Sích Nhật Quỳnh, vân vân. Thôi căn bản thì quý vị đã nắm vững rồi, đọc đúng hay sai quý vị biết. Bởi vì khi mà đi vào cái quỹ đạo đó thì quý vị biết rằng mình đọc đúng hay là đọc sai không phải là người khác họ phán đoán, họ cho điểm, mà tự mình cho điểm cho chính mình. Mình mở miệng ra, mình nói, mình biết cái lời nói của mình tốt hay là xấu. Bởi vì sao? Vì thế là hằng phí cậu quê cầm mong của Đà Mỹ thì sở hữu tư hay là tác ý của mình, đó là điều quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại và đi vào duyên sự. Câu Phật ngôn 199. Susukhang watachi wa mapusuke suanusuka usuke sumanusse suvihara maanusuka susukhang watachi wa mapusuke suanusuka usuke sumanusse suvihara maanusuka su su khăn qua ta chi qua mà ngồi su kê su an u su ca o su kê su ma nu se su vi ha ra ma an u su ca su su khăn qua ta chi qua mà ngồi su kê su an u su ca ôi su kê su ma nu se su vi ha ra ma a nu su ca. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của ba câu Phật ngôn 197, 198 và 199 cùng một duyên sự. Câu 197, vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người tù hận ta sống không hận thù. Câu 198, vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn chúng ta sống không ốm đau. Và câu Phật ngôn 199, vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn. Ba câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết lên khi Ngài ngự giữa hai hoàng tộc, đó là hoàng tộc Thích Ca và hoàng tộc Cô Lì Giá. Ngài đã đề cập đến sự tranh chấp về nước của quyến thuộc hai dòng họ Sakya và Koliya để hiệp tác với nhau tạo nên một cái đập chung để dân chúng lấy nước từ dòng sông Rohini vào giữa hai thành Kavi La Vệ và Koliya để họ trồng trọt hoa màu trên những cánh đồng ở hai bên bờ sông. Đến tháng 7, tháng 6 dương lịch thì hạn hán xuất hiện, thấy vụ mùa bị thất bại, cho nên nông dân hai bên bờ sông hợp lại với nhau. Trong khi đó, dân chúng ở thành Cô Lì Giá lên tiếng rằng nếu mà nước sông này đem chia đôi để tưới có cho hai bên bờ sông thì không đủ để sử dụng cho hoa màu. Vụ mùa của chúng tôi sắp chín tới rồi, chỉ cần một lần tưới nữa thôi. Vậy thì quý vị
hãy dành trọn cái nước sông này cho chúng tôi sử dụng đi. Nhưng mà dòng họ Thích Ca cũng nói rằng sau khi mà các vị gặt lúa chín chắc đầy khó lắm rồi, chẳng lẽ chúng tôi là lấy vàng bạc ngọc bích tiền bạc rồi sắp thúng rổ hoặc là túi bao mà đi đến nhà của các người hay sao? Cái vụ mùa của chúng tôi cũng chỉ cần một lần tưới nữa mà thôi. Vậy thì hãy nhường nước trong sông này cho cái vụ tưới của chúng tôi đi. Chúng tôi nhất định không có nhường. Chúng tôi cũng không cho các vị lấy hết nước của dòng sông này. Rồi cuộc bàn luận đi đến nơi bế tắc. Một người đứng lên đánh đối phương, thì cái người kia đánh trả lại. Và thế là cuộc xô xát bành trướng ra. Hai họ trong hoàng gia đánh nhau cùng với những lời lẽ bêu xấu nhau rất là kịch liệt. Những người trong dòng họ Cô Lì Giá nói rằng: này, những người trong dòng trong thành phố Ca Tỳ La Vệ, các ngươi hãy dắt con cái đi đi. Những kẻ nào sống chung với em gái mình giống như chó nhà và chó rừng, những voi ngựa khiên vũ khí mà những kẻ ấy có được sẽ làm gì được chúng tôi? Rồi những người trong dòng họ Sắc Kỳ Giá cũng mắng lại rằng: này các kẻ cùi hủi kia, các ngươi hãy dắt con cái đi đi. Những kẻ cùi hủi khốn nạn vô hại giống như những loài thú ở trên cây táo, thì những con voi, con ngựa, những vũ khí của chúng làm gì được chúng ta? Hay lần này đem câu chuyện tranh chấp báo cáo lên cho hai hoàng tộc được rõ, nhất là những vị trưởng lão. Rồi các chiến sĩ dòng họ Sắc Kỳ Giá lập tức nai nịt gọn gàng, mang vũ khí ra đi và hát lớn rằng: chúng ta sẽ biểu diễn tài nghệ của những người sống với em, chị gái của mình cho bọn nó thấy. Rồi các chiến sĩ Cô Lì Giá cũng nai nịt gọn gàng, mang vũ khí đi, rồi hát lớn lên: chúng ta sẽ biểu diễn tài lực của những người cùi hủi sống trên cây táo để cho chúng nó thấy. Vào sáng hôm đó, Đức Bổn Sư quán thế gian theo thông lệ, rồi nhìn thấy những quyến thuộc của ngài, nghĩ rằng nếu mà ta không can thiệp thì những người này sẽ giết hại lẫn nhau, ta phải đi đến đó mới được. Thế rồi theo đường hư không đến đứng giữa dòng sông Rohini, ngồi kiết già giữa hư không. Các quyến thuộc trông thấy bậc đạo sư liền ném bao vũ khí xuống đất và đến lễ ngài. Đức Phật mới hỏi mỗi bên rằng: Tâu Đại Vương, vì sao mà có cuộc tranh chấp như thế này? Bạch ngài, chẳng cũng không biết rõ nữa. Vậy thì ai biết được đấy? Hai vị vua mới nói rằng có lẽ là Phó Vương. Rồi khi hai vị Phó Vương bị hỏi thì đáp rằng có lẽ là quan tổng binh. Rồi lần theo từ quan tổng binh đi xuống, cuối cùng đến các nông dân, họ mới nói đây là cuộc tranh giành nước sông Rohini. Đức Phật hỏi hai vị vua rằng: Tâu Đại Vương, nước đáng giá bao nhiêu? Bạch ngài, nước giá rẻ lắm. Tâu Đại Vương, các chiến sĩ Sắc Đế Lệ giá thì bao nhiêu? Bạch các ngài, các chiến sĩ Sắc Đế Lệ thì giá rất là cao. Thế thì vì nước có giá trị rẻ như thế là đem đánh đổi bằng chiến sĩ của các Sắc Đế Lệ, như vậy thì cá có thích đáng hay không? Mọi người im lặng. Đức Phật gọi hai vị vua đến và phán bảo rằng: Tâu Đại Vương, vì sao mà các ngài lại làm như thế? Nếu hôm nay Như Lai không gửi đến đây thì máu của các ngươi đã nhuộm xuống cái dòng sông này rồi.
các ngươi đã làm cái điều không xứng đáng, đã sống trong thù hận, ở trong ba pháp hận thù, còn Như Lai sống thì không có hận thù ai. Các ngài sống trong tham ái, còn Như Lai thì không còn tham ái. Và chính Đức Phật, ngài đã thuyết lên liên tục ba câu Phật ngôn: vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Và vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Và sau khi chấm dứt ba câu Phật ngôn này thì có rất nhiều người chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng hai họ hoàng gia suýt giết nhau bởi tranh chút nước tướng. Khi thương lựa nói lời ngon ngọt, lúc giận mềm lý lẽ sâu, trước múa tay chân còn phải quấy, sau khoe gươm giáo hết đuôi đầu, máu đào một giọt hơn ao nước, Phật giảng hòa ngay khỏi đợi lâu. Như vậy thì câu Phật ngôn 197, 198, 199 về cái dòng nước của sông Rohini mà hoàng tộc Koliya và Sakya suýt đổ máu, có Đức Phật xuất hiện thì máu đã đổ đầy dòng sông. Và như vậy thì chúng ta cũng không có những câu Phật ngôn này để được học. Quý vị nghĩ sao với những câu Phật ngôn này? Còn 15 phút nữa. Rồi bây giờ trong đạo tràng của chúng ta, bây giờ xin cung thỉnh Thầy Đại Đức Pháp Quang còn trong này không? Hello, Đại Đức Pháp Quang đi đâu mất tiêu rồi ha? Đại Đức Pháp Trang còn, Đại Đức Pháp Trang, cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Thì sao? Tranh chấp dòng sông Rohini để cho hai dòng vua, tức là Sakya và Koliya, chuẩn bị coi như là chiến tranh thì Đức Phật xuất hiện. Nên Đức Hóa Trang nghĩ gì về ba câu Phật ngôn này? Xin cung thỉnh bàn tay của Điện Đức Pháp Trang. Alo, Đại Đức Pháp Trang đâu rồi? Em ru vậy nè. Rồi, còn 15 phút, còn 13 phút nữa. Xin mời đạo tràng. Đại Đức Pháp Trang cũng biết mất cỡ nè ha. Rồi, không tham gia. Ý kiến của quý vị nghĩ sao? Vì tranh giành dòng nước, mà nếu không có Đức Phật thì máu đã đổ trên dòng sông Rohini. Và với những câu Phật ngôn chúng ta nghĩ sao? Rồi, mời Sít Kim. Dạ, con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Pháp Thành, Sư Pháp Trang, Sư Pháp Hoàng. Trời, nhiều pháp quá, con không biết con chưa con ráng nhớ. Và các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trong ba câu kệ này thì sư đã nói qua rồi, 197, 198, 99, và con không cần nói lại nữa thì còn ít giờ quá. Thì câu kệ 97, Đức Phật nói chúng ta sống không nên hận thù. Câu 98, cái ý chính là Đức Phật nói chúng ta sống không bệnh giữa những ốm đau. Rồi câu Phật ngôn 199 là chúng ta sống không rộn ràng giữa những người rộn ràng. Rộn ràng ở đây có nghĩa là bận rộn, đủ thứ, cái tâm không có được an bình.
Có nghĩa là cái câu này nó giống như là trong con nghe Hán, Hán chữ danh từ Hán có câu thủy thanh thiên ắc vô ngư, nhân đa sự ắc vô trí, tức là nước mà trong quá thì cá nó sống không có được, mà người con người mà nhiều sự đa sự nhiều chuyện quá thì không có trí tuệ. Tại vì mỗi một lần một cái tâm nó chỉ hướng vào một đối tượng thôi, mà nhiều đối tượng nó phải quan sát nhiều đối tượng, làm chuyện này chuyện kia đủ thứ, thì cái tâm nó phân ra, nó không có vô, không có kiểm soát được cái tâm, nó cứ nhảy này nhảy kia, nhảy lung tung, nhảy tùm lum, giống như bỏ một đống ruồi ở trong cái rổ vậy, ba anh kia con kia ba anh nọ ba tùm lum tùm la hết. Thì giống như cái tâm của chúng sanh, con người của chúng sanh, người ta cũng vậy, chó mèo heo chó gà vịt gì cũng vậy, vì miếng ăn ham tham cái này tham cái kia, cứ phóng ra muốn cái này muốn cái kia, thành ra cái tâm lúc nào nó cũng bận rộn, nó cũng ô uế ô nhiễm, nó không, Đức Phật nói ốm đau tức là không có bệnh hoạn, tức cái tâm tức là con người phải khỏe mạnh và trong sạch, về cái thân với cái tâm phải trong sạch, nhất là cái tâm rất quan trọng, là không nên hận thù là tâm sân rồi, tâm sân tâm danh tị, tâm bỏng sản rộn ràng. Cái trí tệ của người ta phải lúc nào đó cũng phải thư giãn hết. Mà con người chúng ta, Đức Phật nói ở trên đời chúng ta sống là đời này là để khổ rồi, mà trong đây Đức Phật khuyên chúng ta vui thay chúng ta sống không rộn ràng, giữa rộn ràng giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Như thật ra giáo lý của Đức Phật là lúc nào cũng đi ngược hết, đi ngược lại những cái tâm tánh cũng như những ý nghĩ của chúng sanh. Tại chúng sanh lúc nào cũng tham lam, sân si, ganh tị, mà Đức Phật dạy chúng ta phải là vô tham, vô sân, vô si. Thành ra cái câu này á, là thông thường chúng ta khổ thai chúng ta sống không, thế là rộn ràng với những rộn ràng, với những người rộn ràng ta sống rộn ràng hơn. Tại vì con người đâu có ai mà chịu không rộn ràng đâu. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi có đi học, tôi nghe tôi học lớp chiết, ông thầy dạy chiết của tôi, ông có nói một câu, ông hỏi giữa học trò, giữa thiên đàng và địa ngục thì quý vị chọn ai, các em chọn ai, thì cả lớp người nào cũng nhao nhao chọn thiên đàng hết, đâu có ai ngu đâu mà xuống địa ngục ở. Thì ông thầy này ổng không nói gì, ổng nói ổng có một người bạn là một văn sĩ, thì ông bạn này không có giống như quý, không giống như các em ở đây đâu, ổng nói ổng không lên thiên đàng đâu, mà dĩ nhiên là địa ngục ổng xuống, ổng chỉ muốn xuống ở trần gian này thôi. Cái cả lớp nhau nhau làm sao vậy, ông này chắc bị uống thuốc cô lộn hay sao vậy thầy. Ổng nói không, ổng nói ở trên đó thì ở trên thiên đàng thì lúc nào nó cũng vui, không biết ổng lúc tháp nhiều, con cứ tưởng là thiên đàng với lại ở cạnh cảnh trời chư thiên giống nhau thôi, cái chỗ đó chắc cũng niết bàn thôi, con cũng nghĩ rằng. Thì ông nói rằng là ở trên thiên đàng thì bốn mùa xuân hạ thu đông nó đều giống nhau hết, ở trên đó không có khổ, nó chỉ vui thôi. Thì như vậy cuộc đời chán ngắt lắm, ở dưới địa ở thành trần gian này thì có vui có buồn có khổ, thì con cũng lúc đó con thì không biết vậy buồn khổ rồi nó không biết cái đấy, cũng ngồi ngẫm nghĩ hoài, cái nào cũng mấy con đất, chắc ông mấy ông văn sĩ này ông tào lao, ông nghĩ gì kệ đi, thôi mình học thuộc lòng mấy câu triết lý này trong bài, sau lúc mà bài thi mình hỏi trả lời rồi ý tưởng người ta nói lung tung beng, nghĩ nhiều quá mình khùng luôn giống vậy. Thì con nghĩ rằng cái ông này có lẽ ổng ẩn ý một cái gì đó, nhưng mà ổng nói là cuộc đời phải phấn đấu. Ổng cứ nói là rồi ông thầy dẫn ra một cái câu nào mà của Khổng Tử, Mạnh Tử thì con cũng quên, mấy ông tử gì bên đó đó, sức gia gì đó, trị quốc ở giờ tề gia trị quốc bình thiên hạ, trời khủng khiếp thiệt, con nghe khủng vậy đó. Tức là trong nhà phải tề, phải trị gia cho trên dưới đàng hoàng, rồi xong mình ra mình trị quốc, làm vua làm trị quốc cho an bang thiên hạ hết, rồi mới ra trời làm chúa của thế giới nữa. Wow, chắc ông này ông làm super power, chắc là American đó. Thì con nghĩ là ngầu thiệt, nghe tiếng kêu thiệt, nhưng có bao nhiêu người làm được vậy. Thì con người đó là một vị, người ta có ý tưởng cao xa. Nhưng mà đối với ta đó, thì con người dưới đây á, thì cũng có những ý tưởng, cũng muốn hơn chứ không muốn thua, không ai. Thì trong gia đình con cũng dạy con một câu, lúc mà con bị ông anh của con ăn hiếp, ông
này đó, ngoài Tết tụi con thì chơi bầu cua cá cọp nhỏ 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 để kiếm chút đỉnh tiền để đi coi phim hề. Con thích coi phim hề lắm, mà coi hai phim không đủ tiền, mà ổng thì nấu cá lắm. Ổng mấy đứa nhít nhỏ đặt đồng hai đồng, ổng vô ổng làm cái, mà ông làm cái thì ổng thắng thì ổng vô tiền, mà ổng thua ổng nói không chơi nữa, ổng chung ai hết. Con mới thấy ổng vô con nói bỏ tiền ra, nếu mà thua là phải chung, không được chạy làng. Ổng nạt con, ổng ký đồng với cái cốc, con tức quá, con ngày Tết con không thèm chơi nữa. Con tức vô công phòng con nằm con thở ra thở vô. Cái bà chị con vô hỏi mày làm gì mày tức chứ vậy, con mới kể chuyện vậy. Chị Phượng nói, chị con mới nói chứ mày dở quá, mày nghe tao dạy nè, dạy mày nghe này nè, địch thủ mà thất sắc bắt sang ban thì ta vui vẻ. Hỏi nếu mà địch thủ vui vẻ thì ta làm sao, thì ta sắc bắt sang ban hả? Bà nói ngu, địch thủ vui vẻ thì ta ok. Trời ơi, tức là bà lúc nào bà cũng ngon lành hết. Con nói thôi con làm không được đâu. Thì trong cuộc đời, ở trong thế gian này, con thấy từ nhỏ tới lớn đó, thì con người ta lúc nào cũng muốn tranh giành hơn người khác hết, không ai chịu nhượng bộ hết. Với luận người ta lý luận như vậy, mình mà nhường nó ở đằng chân đó, nó lắng được đằng chân, nó lắng lên đằng đầu của mình. Khi nào nó bắt đầu nó lắng mình là mình chặt đẹp nó liền, thì nó sợ nó không lắng nữa. Thì cái lý lẽ sống ở đời đó thì con thấy nó cũng đúng với một số nước mà trong vấn đề mà luật lệ không an toàn. Thì con cũng thấy điều đó cũng đúng. Tại vì bên xứ Việt Nam á, hay ở đâu á, thì nếu mình cô thế, yếu thế là bị người ta ăn hiếp à. Mà nếu mà có nanh, có gọn, có gốc, có ghê là nó không dám chọc. Nó chọc nó cũng phải coi chừng. Thì con qua nước Mỹ thì con thấy điều đó không đúng. Tại vì ai mà là chọc mình đâu thèm nói đâu. Bấm 911 à, lạng hồi cảnh sát vô là hỏi thăm sức khỏe của em đó đứng ngoài đường. Không cần nó vô tới nhà, đứng lang thang dồn trong nhà không là người ta cũng hỏi. Mày đứng đây trước nhà ta làm gì vậy? Là thấy sợ rồi. Rồi nhà có camera, rồi có alarm đủ thứ hết. Mà bên Mỹ nó đâu phải lúc nào cũng người ta đi qua đi lại như cái chợ đâu. Ở chỗ nào cũng yên bình, chỗ nào cũng lạ một hai người thôi. Chứ người nào mà đứng đi qua đi lại là người ta nhìn ta biết rồi. Thì con thấy cái điều đó chỉ đúng với một số, một vùng nào thôi, chứ không lúc nào cũng đúng. Nhưng những lời mà Đức Phật dạy á, thì lúc nào cũng cũng đúng hết. Tại giáo pháp của Ngài là toàn hảo, phần đầu, tức là trong cái Sawakato Phagawata Thammo Sankittikho, nó sáu cái ăn đức của là giáo pháp một của Đức Phật mà dạy á, là nó hay phần đầu, phần giữa, phần cuối, và nó hay ngay, nó có quả đúng ngay lập tức hiện tại. Nó đúng ngay hiện tại và nó có hiệu quả ngay hiện tại. Và những điều mà sáu cái ăn đức Phật, sáu ăn đức pháp mà Đức Phật giảng, nó đúng vượt thời gian, vượt không gian, lúc nào nó cũng đúng hết. Dạ cô Nhật Quỳnh, dạ cho con hỏi một câu, tôi không biết gì cô hỏi hết. Cô muốn hỏi gì để tôi nói xong cái này rồi cô hỏi mấy ông sư đi. Tôi đâu có biết gì trả lời, tôi chỉ nói, tôi chia sẻ những ý nghĩ của tôi, những ý kiến của tôi mà tôi hiểu biết về Phật Pháp. Vậy trong ba câu 197, 98, 99 này mà thời gian cũng có không nhiều. Quý vị đã bầu lên, quý vị nói rút thời gian, chỉ còn có 4 giờ thôi, từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi là nó thiếu giờ rồi. Nếu mà không thì tôi trả máy rồi, cô muốn hỏi gì cô nói ha. Hồi nãy sao cô cũng lên, cô hỏi cô nói đi. Tôi không biết ha, vậy tôi thấy vậy cũng đủ rồi, ý tôi cũng nói vậy. Con người của người ta sống là lúc nào cũng sống ngược đi lại với những lời của Đức Phật dạy hết. Đức Phật nói vui thay chúng ta sống, sống một cách vui thay vui vẻ, không bệnh hoạn, không ốm đau, không hận thù, không rộn ràng. Mà con người chúng ta ai lúc nào cũng rộn ràng hết. Để làm ăn cái gì mà nghe tiện chút mà đang học hành mà đi ngang shopping hay coi quảng cáo trong TV, 75% off, 85% off, everything to go, discount, liquid, là mau mau chạy lên đi lỡ mua cho đó liền. Tôi chỉ nói vậy thôi, ý kiến này là của tôi chỉ chia sẻ thôi. Đức Phật nói vậy, những lời này rất là đơn giản nhưng không dễ đi thực hành đâu. Tại từ cái tâm trong con người ta đều có tham hết, bởi vì đời này là khổ mà ai cũng muốn hết, đó là cái nguyên nhân của sự sanh ra khổ. Tại muốn nhiều quá là nó phải luân hồi tới luôn vậy hoài không bao giờ ấy hết, thì cái đó là tập đế, đó là nguyên nhân của sự khổ, do sòng lòng tham, động sân hận, lòng dính mắc thôi, là do vô minh giới dục đó mà. Vậy thôi, tôi xin nhường máy đây cũng hết giờ rồi.
Nếu có chuyện gì thì quý vị xin tha lỗi nha. Dạ, xin nhường máy lại, chúc quý vị có một buổi chiều an vui. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô Kim. Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức huynh, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cha Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bạch ngài, ngài cho con hỏi một câu để con hiểu rõ thêm ba cái câu Pháp Cú 9, 197, 198 và 199. Phật tử chúng con phải tu tập như thế nào để mình không phải hận thù, không phải ốm đau tăng, không phải rộng ràng. Dạ, con cung thỉnh ngài Trí Đức, ngài chỉ dạy cho chúng con mình phải tu tập như thế nào để khỏi ba cái vấn đề này. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Alo, 123, 123, đúng 6:30, thời gian này để trả lời ba câu hỏi. Ba câu hỏi: không hận giữa hận thù, không bệnh giữa ốm đau, không rộn giữa rộn ràng. Ba câu Phật ngôn, ba vấn đề. Những vấn đề này quý vị thắc mắc, cái thời gian để trả lời đó chính là giờ phút của ngài Liễu Tông. Còn bây giờ khi mà còn thời gian, mời quý vị lên thì quý vị nên chia sẻ theo cái nội dung của câu Phật ngôn này, tức là trong ba cái vấn đề thì chúng ta suy diễn như thế nào để cô đọng. Ta đã đưa ra một cái nội quy, cái thời gian sinh hoạt thì chúng ta phải tôn trọng. Chích Như Quỳnh thì lưu lại mấy câu hỏi đó, cái giờ của ngài Trụ Công thì đem lên để mà coi như hỏi ngài ha. Ngài có thời gian trả lời. Bây giờ thì xin kết thúc buổi sinh hoạt ở đây. Quý vị cũng rất là tiến bộ, tức là quý vị cũng đã thể hiện hết mình để có được một cái giọng đọc, có được một sự hiểu biết về Phật pháp. Đó là một điều chúng tôi tán thán công đức của quý vị. Rồi muốn cao hơn, quý vị sẽ qua những cái vùng khác, đây chỉ là sơ cơ thôi. Chúng tôi chỉ cái trách nhiệm của chúng tôi nghĩa là chỉ có giới hạn, và thời gian sinh hoạt của room cũng một thời gian qua thì quý vị thấy cũng quanh đi quẩn lại chừng này thôi. Muốn tiến bộ hơn thì quý vị đến những cái room khác, thời gian sinh hoạt cũng vừa phải lẽ rồi. Xin được kết thúc nơi đây. Những điều chúng ta học hỏi và suy diễn hoặc là tiếp thu những cái câu Phật ngôn này để làm chi nam cho cuộc sống chúng ta, có được một cái tri kiến, có được một cái sự hiểu biết để khỏi rơi vào tà kiến, khỏi tạo nên những ác nghiệp, thì đó là một cái điều mà chúng tôi cố gắng để chính bản thân của mình được an vui, được tiến hóa trong thiện pháp. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quá, rồi phổ trì chúng sanh, những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, siêu hoa lực vô biên, khi toàn giác độc giác và thiên văn kính chúng, hộ trì đến tăng ni và trẻ nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa chê qua chê nạ sô kì vô hô trụ sọc bạc đà. Nói sự chân thật này, cầu xin võ phước đến chư tôn tiền đất tăng ni,
luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Ngài xin mời Ngài Sĩ Thông Nhật hãy để một cuộn băng mà chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Ta nghe một thời thế tôn ngự tại kỳ thiên tịnh xá cấp cô độc gần thành xá vị. Khi đêm gần mãn có một vị trời dùng sắc thù thắng hào quang chiếu diệu kỳ viên sáng tỏa đến nơi Phật đảnh lễ thế tôn rồi đứng một bên cùng kính bạch Phật bằng lời kể rằng